Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại nhà của chị Loan á, cô bác quý anh chị. Vì cái clip trước á, thì khi mà vô nhà chị Loan làm á, Đạt phải kêu nước của quán lại uống đó. Thành thử là chú Hùng có nói với Bùi Hồ á, là thôi thì cứ nói chị Loan để mà làm nước cho các anh thợ uống đi. Và hôm nay thì theo lời của chú Hùng á, thì Bùi Hồ có mua thêm một số đường nè, với lại ấm siêu tóc, với lại cà phê cho chị sẽ làm nước cho các anh thợ uống. Bây giờ mình sẽ vô trong đó nha cô bác quý anh chị. Hôm nay thì đến đây thì có nhà chị Loan đinh một cái bịch đường. Cái này là mình pha cho thợ uống nha chị. Để thôi các anh thợ này anh giận là anh bỏ anh nghỉ làm luôn. Hôm nay Đạt đi đâu rồi chú? Chú chở ba dáng về đang đổ cột. Vậy hả? Hôm nay là đổ cột luôn đó hả? Chưa. Về đóng chứ. Chiều quá đầu giờ chiều đổ. Đầu giờ chiều mới đổ ha. Đóng cột xong đổ. Bé con của chị đâu? Đi chơi nữa. Đi nữa hả? Ở nhà chỗ không có chỗ nằm nắng quá, nó đi lại nhà bạn nó chơi đằng này. Dạ. Cái này á, cái này là đường hả chị ha? Đường hai này pha chung hả em? Đúng rồi, hai cà phê này chị pha chung. Rồi. Cái này là trà. Rồi. Trà đường, trà đá đi chị làm cho thợ uống nha. Rồi, rồi. Xuyên suốt. Còn này là cái ấm siêu tóc. Có điện không ta? Có đây nè cơ. Vậy hả? Ừ. Để thôi thấy thợ kêu mà từng ly lâu quá. Ừ. Em cũng mình làm cho thợ làm cho nhiệt tình để không biết bỏ mình luôn á. Ừ. Ha. Cái này là chú Hùng ở Canada, hôm qua em có đăng clip thì chú Hùng nói thôi nói chị đi, ấy đi để cho nó có tình nghĩa. Ừ. Sáng nay em gửi cho chị 500 ngàn để chị mua nước đá rồi cho thợ. Rồi. Mua nước đá rồi cho thợ uống nha. Chú Hùng. Ừ. Chú Hùng, chú các chú Phước, chú Ban rồi đó, ủng hộ cho mình đó thì anh em trích ra cái quỹ này. Rồi. Dạ. Tối ngủ mưa tạt không chị? Mưa gió cái này thì tạt, cái máy này đóng bít hết rồi. Ủa cái này là cái nhà thí cũ á. Ra ai dừng lại cho mình. Cái bếp cũ mình lợp lợ thôi. Mượn người ta, các người ta dở đó mượn người ta lợp luôn. Ờ. Phần thờ mình để đây ha. Vậy chứ không có chỗ để đây đi rồi nữa rồi mình đem lên. Ừ. Để tối có thắp hương gì không? Có, đốt có. Dạ chị. Vậy để đại đốt vậy chứ giờ sao. Ồ. Nói các nhà xong mình thỉnh tượng Phật Quan Âm về nha. Ừ. Đó, có gì em lại em thỉnh cho. Rồi, nhớ nha chị. Thì bây giờ bắt đầu chị pha cho họ uống buổi trưa đi. Dạ, cô bác quý anh chị, Đạt xây nè, xong rồi đó ha. Nè, hố gà xong chưa? Chưa. Này làm mấy ngăn? Có ngăn lắm. Ngăn mình có ngăn ra không? Ngăn nhá, ngăn đang lọc nước nè. Ngăn đang lọc nước ra đó hả? Chừng nào đổ cột Đạt? Mốt quá. Dạ, cắt bơm vô nào chị Loan? Xe đổ. Xe đổ hả? Xe đổ hồi tối hay gì chị Loan? Mới đổ luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là cắt đủ không Đạt? Còn kêu nữa chứ chưa đủ. Chưa đủ hả? Đạt nãy giờ đi chở cốt pha hay vậy? Đi chở dán gì à? Chừng nào đổ cột? Bữa nay thứ mấy rồi ta? Nay thứ bảy hả? Mai nghỉ. Mai nghỉ ngày hả? Ờ, ngày mai chủ nhật nghỉ. Là làm là chủ nhật mình nghỉ. Ờ. Xong làm luôn. Cho lính nó dễ lao bữa chủ nhật. Ờ. Ngã cái quạt kìa. Leo leo lên ngã quạt. Nói chung là mình khi mà mình bó nền á thì mình thấy cái diện tích nó nhỏ. Nhưng mà khi mà mình xây tường lên mình mới thấy nó rộng. Ờ. Dạ. Hoàng Thiện nhìn mấy rộng. Ừ. Không mới hồi. Là ngày mai bữa nay là đổ cột luôn ha. Chưa. Thứ bữa thứ hai là ngày mai nghỉ ngày rồi. À. Còn bơ lô nước này nè có gì. Vậy là thứ hai mới đổ cột. Thứ hai đổ xong nghỉ hay sao? Đổ xong rồi nào xây? Thì đổ xong qua ngày sau tháo là xây á. Vậy hả? Cố gắng anh em, cố gắng nha. Mưa này làm tranh thủ đừng cho cái gì phải ở cho khỏe hả?
thấy quá trời rồi. Đợi đây nắng nắng đợi có cho chị Loan pha ly cà phê coi ngon không. Thưa cô bác kính chị ơi, Đạt ơi, cái cột đây nè là cái cột để ngăn cái đường vô đó không, cái cửa đó không đó cô bác kính chị, đó là đổ cột lên cột thì cái cột này nó sẽ ngăn ở mình làm một mặt bên kia là lòi lòi ra, bên đây là cái cửa vào đó nó sẽ thụt vào. Nấu nước được chưa chị? Đang chị ghim chẳng ghim được không, nước sôi không đây, chị mới đang ghim kìa, nhưng mà bình sử dụng được không á. Thưa cô bác quý anh chị, thông qua clip này thì Bùi Hồ cũng thông qua cái danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho ông Năm ở Gò Vấp để mà mua chiếc ghe á, thì Bùi Hồ xin thông báo một cái tin vui là ông Năm đã chọn được một cái chiếc ghe rồi, và Bùi Hồ đã chuyển khoản cho cháu của ông Năm, đã chuyển cho cái anh chủ ghe là trước 10 triệu thì chiếc ghe là mua là 20 triệu, nhưng mà chuyển khoản trước 10 triệu thì tại vì hiện nay thì ở Sài Gòn đang vào mùa dịch bệnh nên thành thử ra là Bùi Hồ không có lên được. Thì sau khi mà dịch bệnh mà nó tạm lắng xuống thì Bùi Hồ sẽ lên trao thêm 10 triệu nữa. Và ông Năm đang có ghe rồi. Thì đây là danh sách Mạnh Thường Quân mà ủng hộ cho ông Năm mua ghe này cô bác quý anh chị. Đó là chú Định 200 USD thì Bùi Hồ đã gửi rồi 100 USD. Chị Phạm Thị Mỹ Dung và chị Phạm Thị Mỹ Huệ ở Mỹ 600 USD. Thì trong đó Bùi Hồ trích ra 486.000 đồng mua một cái điện thoại cho ông Năm. Và thứ ba là cô Bùi Thị Ánh ở Mỹ 200 USD. Thì cũng thông qua cái danh sách này thì Bùi Hồ thông báo cho cô bác quý anh chị vậy như thế. Rồi sau này thì Bùi Hồ sẽ lên quay một clip ông Năm ở một cái chiếc ghe mới và trao luôn gửi luôn cái số tiền 10 triệu rồi còn lại. Bây giờ dịch bệnh ở Việt Nam, bây giờ dịch bệnh thì cũng đang diễn biến rất là phức tạp nên thành thử là mình sẽ không có lên Sài Gòn. Sáng giờ làm lâu chưa? Hả? Sáng giờ làm lâu chưa? 7 giờ vô làm. Chưa gác đà luôn đó. Gác dần dần đi rồi đóng cái pha cái khu này. Cái này là đổ đà luôn hả? Ừ. Cái đó đó. Đà. Cái này đổ cái nắp cho nó liền với dàn đà. Cái pha lấy ba cái dáng cũ. À mình đổ cái nắp bê tông là liền với dàn đà bên đó luôn ha. Đúng rồi. Ồ. Đuối không? Mà thì cũng phải cố gắng chứ sao giờ. Ở cái đường này cô bác quý anh chị, chuyển cát vô bơm cát rất là khó nên phải chuyển từng xe vô như thế này nè. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì quay trở lại nhà của chị Loan để quay cập nhật tình hình nhà của chị Loan cho cô bác quý anh chị xem, cũng như là cho để gửi một số clip cho coi về cái tiến độ xây nhà của chị Loan cho chú Hùng, chú Phước, chú Bang ở Canada với lại chú Ken Vinh Trần ở Mỹ. Ồ đổ cột xong đó hả Đạt? Ồ mau ha. Mai lên tường luôn hả? Cột này mấy tấc Đạt? 20 hả? Hôm nay là đổ sàn hả? Này đổ không? Này đổ nè. Ừ. Làm rồi. Uống cà phê gì chưa? Làm hết cỡ rồi. Pha cà phê uống đi chị Loan ơi. Pha rồi đó. Vậy hả? Ừ. Pha tử nữa hả vậy? Pha cho em uống. Ừ, coi thử cho. Ôi chị bô được không? Được nè. Rồi bô cho em coi thử coi. Pha. Vàng ngời của chị mà sao bô uống được em? Này gọi là bô sắt á cô bác quý anh chị. Pha cân cà phê ha. Cho mấy anh em này uống luôn đi. Mấy anh em uống rồi giờ chị đường uống đi như làm nữa không được. Làm thử nữa đi. Cho em trà đường đi nha. Dạ uống rồi, giờ chủ nhà chú uống nữa thì mình uống nữa, có gì đâu. Uống nhiều đâu có lỗ hả? Ồ, đặt. Này đặt dâu sẵn hết đây hả Đặt? Ồ, đổ hồi nào? Bữa thứ 6 luôn hả Đạt? Bữa thứ 7 đó. Thứ 7? Ừ. Sao nói thứ 2 mới đổ mà? Thứ 2 mới đổ rồi, bữa đó nhậu rồi, sẵn làm. Bữa đại cho nhậu làm. Hết chuyện làm. Vậy hả? Sắp xếp thì đổ cột. Rồi bữa nay là đổ sàn với lại đổ ấy hả? Đổ nền với mưa đổ cột hả? Mai rồi, mới đổ cột. Bên đây thì đổ cột,
cột mà bên đây xây lên. Ồ, có tăng thêm thợ không? Có, ngoài thêm hai người thợ nữa. Hai người thợ nữa hả? Vừa làm chủ mà vừa làm luôn ha. Ủa hồi quá làm mướn làm chủ. Bô dễ không Đạt? Đạt à, vậy là công trình gì là không mưa là nếu như mà khoảng chừng 20 ngày nữa xong không? Xong. Xong hả? Rồi chừng nào nhập vật liệu về nữa? Đang nhập lây ai mà. Lây ai hoài vậy đó. Vậy hả? Tới đâu nhập kia tới đó, tới đó. Mai mốt về thì để chuyển thêm tiền cho nha. Để thôi thiếu tiền thợ. Thợ với phụ cái trốn bỏ nghỉ làm hết. Dễ gì ha? Làm nó đưa tiền lãnh có mà chịu lãnh đâu. Dạ hả? Đưa lãnh trước nhậu trước cái tên tiền. Có lãnh không anh lãnh? Qua lãnh hết rồi. Lãnh hết rồi hôm qua hả? Lãnh hết tiền luôn đó. Bữa chiều thứ 7 rồi. Lãnh chiều thứ 7 rồi hả? Lãnh rồi hết rồi á hả? Ừ, mình đứng lãnh còn tiền à. Vậy thôi để cuối tháng lãnh luôn. Này đang đổ đây nè, cô bác của anh chị đổ đà dưới này nè, đà bên hông nè, đạt làm chất lượng á. Ở đây gồm có mỗi bên có 4 hàng cột. 4 cây. Tự pha tự đọc luôn hả? Này là chưa pha rồi đó hả? Ừ, chưa pha rồi mà chưa lấy đường. Còn này trà đường. Đấy, mẹ con hôm nay ăn cơm gì? Mua con vịt còn hôm qua còn đó. Ồ, vịt kho xá hả? Ừ. Con vịt này nhiêu tiền? Có 50 rồi cưng. 50 ăn sáng chiều 2 ngày luôn. Ăn ngày qua nay. Ừ. Tên gì của anh Tiêu ơi? Chú Hồ của anh ơi. Ngân. Ngân chứ gì ngân. Ngân. Hả? Con tên gì nữa chú Hồ nghe? Tên Ngân. Ngân đúng rồi. Rồi không ngày có làm phụ mẹ gì không? Nghe nói đi chơi mà. Đi chơi mà mẹ qua đâu có đi chơi đâu. Qua đâu đi chơi đâu. Coi chuẩn bị có nhà mới vui không Ngân? Vui sao vui nhiều không? Hết hết nhà cũ rồi mai mốt anh nói anh về đây làm luôn là khỏe rồi. Ha. Nhà nó xe không chạy không biết sao nhỏ về nữa nè. Không gà chị có chụp hình cho con có chị coi không? Coi nó coi hết trơn rồi, nó mỏ gì đeo chứ nó dòm hết rồi. Hay sao? Nó thấy được thì điện gì. Ừ. Cây dít không đâu máy, cây dít đó rồi. Cây đường này uống đủ hả chị Loan ha? Sớt mấy em không? Cây dít đâu rồi chị? Để đường kỹ kỹ để đâu bị kiến á chị. Kiến ngày qua cái bao mua về chú khui mà kiến là chị đổ ra chị bột lại với để vô cái nồi lông nước kìa. Nói chung là làm cho thợ cái mình có cái tình nghĩa đâu nha. Đúng rồi. Chứ mình kêu hoài thì cũng kỳ. Ừ. Nó không có nhiều tiền mà thấy nói. Ừ. Ngân hè này là con lên lớp 6 hả? Kỳ rồi có lãnh thưởng không? Có. Được giấy khen hay là cái gì? Giấy khen. Mấy cuốn tập? Rồi bốn cuốn tập. Đây đi học xa không Ngân? Đi học đến trường sao? Bao nhiêu cây số? Không biết nữa. Nhưng mà con đi bộ hay con đi xe? Con đi xe. Xe đạp hả? Xe đạp mẹ mua hay gì? Tự đi luôn. Rồi mai mốt rồi có nhà mới, có chỗ học mới, em khỏi nằm trên cái chổng cũ này nữa rồi. Đúng không? Lớn lên học là làm gì Ngân? Sao không biết, nói ví dụ ơi, con làm gì, nói chú Hồ nha. Làm công ty. Ủa sao là làm công ty mà không đi chú làm... Chú định con làm là gì, con... Làm công an, làm cái gì đó. Gì đó, nè Hồ, đi bước chân. Làm công an. Làm công an à? Công an làm gì? Công an... Để bắt cướp hay gì? À, hả? Thích làm công an hay bác sĩ hay là thầy giáo? Cô giáo cho lộn. Công an hả? Nè chị Loan nè, cô bác anh chị ở đập miếng đá bằng cái bồng nữa đó. Hôm trước thì mình mua chỉ có cái ấm siêu tóc thôi, với lại đường, với lại ấy. Mình quên là cái đồ đập miếng đá. Tới nỗi nhà của chị có sẵn, chị phải chạy đi mua thêm mấy cái ly này nữa nè. Hôm trước là phải mấy chị mình mua mấy cái ly mũ á, thì nó ấy đỡ hơn.
để chị đi mua thêm mấy cái ly thủy tinh. Cái ly này bao nhiêu tiền một chục chị? Mới một lô bà sáu cái không, ba mấy bốn chục gì đó chị mua chung với cái kia chị cũng biết. Ba mấy ngàn. Một chục ba mấy ngàn hả? Ừ. Là... mới một lô có sáu cái rồi. Sáu cái ba mấy ngàn, năm ngàn cái. Uống nước mấy ông thợ ơi. Để cho mấy ông thợ vô uống nước ngồi nói chuyện chơi nha cô bác quý anh chị. Cái tiến độ đạt nói hôm nay, ôi da, hôm nay là xây đổ sàn ở dưới này, đổ ở dưới này với lại một cái hàng cột bên kia thì chiều nay đổ luôn. Ôi ngày mai đổ cái hàng cột này, rồi bên đây thì sẽ xây tường lên. Có nghĩa là khoảng 20 ngày nữa thì sẽ xong. Ở phần này thì cái này là cái hố ga của nhà vệ sinh. Đó, thì đổ đà lên luôn rồi nè. Ở dưới này thì đổ chưa có đổ, đang đóng cốt pha để mà chắn lại đổ sàn, đổ bê tông ngoài kia. Bây giờ thì chuẩn bị mời mấy anh thợ uống. Mấy anh thợ uống nước, chị Loan đem nước ra kìa. Đấy đây nè chị. Ở chú Hùng cũng có dặn ghế thôi, chiều nay Đạt mua cái món gì đó, dịch gà đó, thích mua gì mua. Mua thì khoảng 500 ngàn đi, muốn mua gì đó mua. Nhậu bữa nay em anh em giao lưu với nhau đi. Uống một hai ly rượu vậy đó ha. Thì chiều cái hồ đưa cho Đạt khoảng 500 ngàn đó, muốn mua gì mua ha. Mua dịch gà hay là cá lóc nướng chui gì đó làm xương xương. Còn bây giờ uống nước đi, hôm nay quay chủ yếu là cho các chú xem nha. Này là chú Hùng có gợi ý nữa là hồ mới nói Đạt mua nha. Uống ít thôi mai làm, uống cho xỉn mai ngủ quên. À chiều nay thì theo chú Hùng có dặn mình đó thì hôm nay thì Bùi Hồ sẽ nói với Đạt mua một số đồ ăn coi như bồi dưỡng để cho chiều nay mấy anh thợ làm đổ cái sàn này xong nè, với lại đổ cột xong thì sẽ là một cái tiệc nhỏ nhỏ gì đó ăn đi vậy nha Đạt nha. Chào cô bác quý anh chị, Bùi Hồ hẹn gặp lại ở những video clip sau nha. Mai mốt thì sẽ vô quay cập nhật lại một lần nữa cho cô bác quý anh chị xem. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã theo dõi kênh. Xin chân thành cảm ơn các chú Hùng, chú Phước, chú Bang ở Canada và chú Ken Biên Trần ở Mỹ. Giờ vẫn đang đổ vật tư đôi vô. Cô bác quý anh chị thì hiện nay vào khoảng 11 giờ trưa. Nhưng mà Bùi Hồ vô đây quay cho cô bác quý anh chị thấy. Tại vì lúc nãy thì có quay một cái playcam bay từ trên trời xuống á. Quay từ trên cao của bác Vinh Trì thì mấy anh em vẫn đang làm nè. Thì cái lây cam nó được chú Hùng hỗ trợ cho Bùi Hồ để mà quay những cái công trình như thế này. Và hiện nay thì anh em vẫn đang tất bật đổ cái phần, đổ cái phần gọi là gì, phần này gọi là sang nha hả lão? Đổ sàn đó. Mặc dù là trưa rất là nắng nóng luôn nhưng mà anh em vẫn cố gắng làm cho tranh thủ cho xong để cho kịp cái ngôi nhà của chị Loan trong mùa mưa bão. Cái này gọi là đổ sàn hả Đạt? Đổ sàn rồi lát đổ cột luôn hay sao? Không, cột mai mới đổ. Cột mai đổ ha. Một bên mai, một bên đổ, một bên xây hả? Ồ. Đổ này mau không? Này hả? À. Đổ tầm chắc đổ là 3 tiếng quá. 3 tiếng hả? Là bữa nay mình tranh thủ mình đổ ha. Tại sao mà không nghỉ trưa mà đổ buổi trưa luôn? Hả? Cô bác bên chị đổ sàn, đổ sàn này xong là lót gạch được đó hả Đạt? Vâng. Cái tường tô rồi xong đó. À. Đạt thì vẫn đang làm. Đó, cô bác bên chị thấy anh em buổi trưa nắng rất là cực khổ. Nên là nữ là chú Hùng nữa có chiều nay hỗ trợ cho các anh em ở đây một con gà hay là một con cá lóc để mấy anh em dùng buổi chiều trước khi đi về. À, một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video Bùi Hồ. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Chị Loan thì tất bật làm cái công việc đó là đem nước ra cho các anh thợ uống nè. Hả? Cô bác quý anh chị thấy cực khổ ghê không? Ồ đã ha. Mỗi người công việc hết à. Đạt thì làm cái việc là trà để cho nó bằng. Anh này thì lo cái công việc là nước. Còn anh này với anh đó là đo đá. Còn một anh bên kia thì lo cát. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị luôn nha.